hướng dẫn các bước đăng ký miễn phí khóa đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Sự kiện chỉ diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 8 tháng 6 đến mùng 10 tháng 6 trên trang tuyển sinh 247.com. Bước 1, chúng ta đăng nhập vào trang tuyển sinh 247.com nhé. Bước 2, chúng ta hãy vào link chương trình tặng miễn phí đề thi thử. Các em có thể xem nhanh ở mục thông báo trên trang nhé. Click vào thông báo đầu tiên. Bước 3, sau khi chúng mình đã sang trang này rồi thì hãy kéo xuống để tìm thấy cái nút chia sẻ. Chia sẻ ở đây chúng ta chia sẻ đi đâu? Chính là chia sẻ bài đăng trên Facebook. Facebook cá nhân của mình á. Và chú ý là gì? Thứ nhất là bài đăng phải ở chế độ công khai. Và thứ hai là có hashtag khoa quốc tế VNUS. VNUS vào đây lên cái bài đăng của mình nhé. Sau đó kèm theo nội dung bất kỳ, ví dụ như là cảm ơn tuyển sinh 247.com, tuyển sinh 247.com và khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó chúng mình kiểm tra lại nè, chế độ công khai, có hashtag, ok, đăng lên Facebook. Sau khi chúng ta đăng chia sẻ thành công thì sẽ có pop-up hiện ra là chúc mừng bạn đã đủ điều kiện để nhận các bài giảng miễn phí, thì ấn OK. Sau đó kéo xuống dưới để lựa chọn các khóa đề thi mình muốn. Và chú ý là chúng ta có thể chọn nhiều hơn một khóa nhé. Chọn khóa nào thì ấn đăng ký ngay này. Sau khi đăng ký xong, thông báo, hãy vào mục bài giảng của tôi để bắt đầu học luôn. Và những khóa nào chúng ta đã đăng ký á, thì nó sẽ hiện là đã đăng ký ở đây. Đã đăng ký. Chúng ta kéo lên trên để chuyển sang bước 6 này. Vào bài giảng đã mua để bắt đầu học. Khi các em vào mục bài giảng đã mua thì sẽ hiện ra các khóa mình đăng ký thành công. Nếu mà hiện chữ bắt đầu học thì là đã đăng ký thành công rồi nhé. Chúng ta có thể click vào bắt đầu học hoặc click vào tên của khóa đều được. Chúng ta vào khóa của môn lý này. Sau khi click vào thì các em sẽ thấy một phần mô tả như thế này và hãy kéo xuống dưới để thấy các chuyên đề nhé. Mỗi khóa học thì đều có hai chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất là bộ đề sau khi bộ công bố đề minh họa, tức là gồm các chuyên đề, gồm các đề thi đã được tinh giản rồi ạ. Và chuyên đề số 2 là bộ đề trước khi bộ công bố đề minh họa. Thì các em hãy click vào từng chuyên đề để hiện ra các đề thi nhé. Trong này thì các đề thi đều có ngày phát hành. Và các em chú ý là chỉ những đề thi nào mà đã phát hành như thế này thì chúng ta mới có thể vào thi hoặc tải file đề về. Còn những đề mà có ngày phát hành như này, tức là chưa phát hành, chúng ta chờ đến ngày phát hành để vào thi và tải file đề về nhé. Và chú ý là những đề cập nhật mới nhất sẽ được sắp xếp lên trên cùng. Đó, để các em dễ theo dõi hơn. Chúc các em thành công và thi đạt kết quả thật cao nhé.